Kho báu là thứ mà bất cứ ai nghe thấy cũng tò mò và thèm muốn. Ở thế giới này, kho báu nhiều vô kể, nhưng rất ít người dám tiến vào để thử thách, bởi vì chưa có ai đi vào mà có thể trở ra. Nhưng tôi thì khác, bởi vì tôi nghèo khổ rách áo ôm mà. Tôi xuất hiện ở trong một khu rừng lá đỏ, xung quanh im ắng, chỉ thi thoảng có tiếng gà kêu quạc quạc. Tôi đập vội vài block cây, chế tạo một cây rìu và một cây cúp bằng gỗ, rồi bổ mấy con cừu cạnh đó để lấy thịt và len để làm túi ngủ. Sau khi móc theo cái bàn chế tạo, tôi bắt đầu lên đường đi lùng sục. Có một miệng hang ngay gần đó, dưới này có đá và than, nên tôi lấy cúp đào lấy một ít đá. Nhân tiện thì trong bản mốp này có rất nhiều chỉ số cần quan tâm. Hiện tại tôi đang có 5 điểm kỹ năng chưa dùng. Nó dùng để nâng cấp các kỹ năng cực kỳ hữu ích cho sinh tồn. Các kỹ năng này sẽ phải nâng cấp thêm vài lần nữa để có thể mạnh hơn. Tôi còn có một loại điểm khác để nâng cấp các nghiên cứu, giúp tôi mở khóa các mốt khác nhau theo từng lĩnh vực. Tuy nhiên là giờ thì tôi sẽ phải bắt đầu chọn với kỹ năng cơ bản trước. Cái đầu tiên tôi chọn là Vein Miner. Ở cấp 1 nó sẽ giúp tôi đào được 4 block cùng một lúc. Cũng rất hữu ích. Và hay hơn nữa là nó còn hoạt động được với cả cái rìu nữa. Sau khi chế xong công cụ bằng đá, tôi đào thêm vài cục than, rồi chèo thuyền đi tìm ngôi làng. Chèo chán rồi lại chạy bộ và thấy một cái cột biển báo. Biển báo này sẽ chỉ cho tôi vị trí của ngôi làng ở gần đây. Thế là tôi căn góc rồi chạy thẳng theo hướng đó. Tôi chạy qua một khu rừng tre, trong này có một con gấu trúc. Trời cũng đã về chiều nên tôi chặt cho nó vài cây trúc nhai cho đỡ buồn và đặt túi ngủ trước mặt nó, ngủ qua đêm đầu tiên. Tới trưa ngày hôm sau, tôi đã thấy được ngôi làng treo leo trên mỏm núi. Treo hết cả cơm thì mới lên được tới nơi. Trong làng tôi kiếm được một ít đồ ăn, kiếm, cúp và áo giáp sắt, một quyển sách nâng cấp cho nỏ, một ít lọ kinh nghiệm. Trong bản mốt patch này, việc có dân làng để trao đổi sẽ giúp ích rất nhiều. Mà ngôi làng này thì cũng không được đẹp cho lắm, nên tôi quyết định sẽ bắt các anh theo. Tiện tay thì cũng lấy luôn các block nghề để sau này đỡ phải chế, rồi nằm nhờ một cái giường của các anh để nghỉ tạm qua đêm. Sau khi bế hết các anh nhét vào túi, tôi luộc thêm một ít thịt và sắt moi móc trong làng. Tôi làm một chiếc xô, một chiếc quần để gió bớt lùa và một chiếc mũ để bảo vệ quả đầu vuốt keo. Rồi tìm tới cái biển báo gần ngôi nhà, đi theo hướng chỉ để tới ngôi làng thứ hai. Nhưng trước khi thấy được ngôi làng thì tôi qua được một chỗ toàn bí ngô, cả quả to lẫn quả khổng lồ. Ngôi làng tọa lạc ở giữa khu đất trống, phía sau là rừng và đủ các loại gỗ khác nhau. Có một cái máy gì đó có vẻ như là đồ công nghệ cao. Một loại dương gần giống như dương sun cơ, tôi có thể nhét đồ vào và bốc theo mà không sợ rớt đồ ra ngoài. Và tôi có thể đổi đồ luôn ở mấy anh dân làng mà không cần phải đập block nghề nữa. Sau khi dọn dẹp xong cả ngôi làng, tôi quay ra chỗ toàn bí ngô, đào xuống một ô to ở dưới, đổ nước ở giữa cuốc đất để làm một cái ruộng. Vì chỉ có một củ cà rốt nên tôi đành dành một điểm để học chiêu ngồi xổm giúp cây mọc nhanh hơn. Như thế mà tôi có thể thu hoạch được cà rốt cực nhanh. Sau khi được một đống cà rốt, tôi đặt thùng ủ phân để che hố nước. Rồi thả dân làng ra, vứt cho mấy anh cà rốt. Nhưng tôi lại quên thứ quan trọng nhất đó là cái giường, nên ngày hôm sau tôi quay lại làng để lấy giường. Rồi làm một chỗ để bẫy dân làng con và lấy kính để đặt lên trên để có thể ngó các anh thả tim cho nhau. Tôi dọn một chỗ ngay cạnh đó làm một cái chòi nhỏ, dùng để trao đổi với dân làng, đổi lấy ngọc lục bảo. Nhờ có chiêu ngồi xổm tối thượng nên tôi có thể thu hoạch cà rốt rất nhanh và có được những hạt ngọc lục bảo đầu tiên. Tôi cũng làm thêm một ô khác để đổi được nhiều ngọc lục bảo hơn. Tất cả chỗ đó dùng để nuôi anh bán giáp, để anh có thể bán cho tôi bộ giáp kim cương sớm nhất có thể. Tôi cũng nuôi thêm mấy anh thủ thư, anh bán vũ khí và anh thầy mo. Mặc dù các anh dân làng bán khá là nhiều đồ, nhưng mà là các loại quặng cơ bản như lưu ly, sắt, vàng thì tôi vẫn phải tự mình đi kiếm. Vì thế mà tôi dành ra vài ngày để đi lang thang dưới lòng đất, vừa đi tìm các loại quặng, thi thoảng thì trở lên trên tiếp tế và sửa sang lại khu trao đổi. Sau vài ngày thì tôi cũng kiếm được một mớ than, sắt và vàng. Tôi làm thêm một khu trao đổi khác ngay cạnh chỗ cũ, vẫn xây các ô nhỏ để nhốt các anh bán sách thôi. Vì mục tiêu hiện tại của tôi là cố gắng tiêu diệt rồng thật nhanh để có thể đi kiếm được kho báu thông qua cánh cổng kho báu.
Sau khi mua các loại sách rồi ép vào đồ, giờ cả set đồ của tôi cũng đã rất ổn, nên tôi xuống dưới mai đào mấy cục hắc diện thạch, làm một cái bàn phù phép, kiếm cấp độ từ việc trao đổi với dân làng, rồi nâng cấp thêm đồ. Để cuối cùng tôi có một set đồ phun các dòng nâng cấp cần thiết. Rồi thì tôi sẽ cần vào địa ngục. Tôi vẫn may mắn xuất hiện ở khu đất linh hồn, nhưng lần này là chơi trên máy tính, nên tôi không sợ bố con thằng nào hết. Tôi giết từ con gát đến mấy con ma, và cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể tìm được lâu đài địa ngục và lồng triệu hồi quỷ lửa. Tôi farm lấy một ít rồi lại lên đường trở về nhà. Tôi ghép một quỷ lửa với mắt Ender đã mua từ anh thầy Mo trước đó, rồi ném về hướng Stormheart. Và rất là may mắn, tôi tìm được vị trí Stormheart ở ngay cạnh rìa một khu rừng già. Vì bản mốc pack này có bản đồ nhỏ nên là rất nhanh tôi có thể tìm được đường tới khu đặt mắt. Tôi mở cánh cổng rồi nhảy luôn vào bên trong, hốt lấy một ít nước bọt của rồng, hạ gục nó, rồi lỡ chân rớt luôn vào cổng di chuyển và trở về nhà. Thế là lại mất toi một ngày trời để quay lại. Tôi với tay đập quả trứng, nó rớt xuống dưới, đập một cái nữa nó lại rớt lên cổng, đập thêm cái nữa, nó biến mất tiêu luôn. Tôi đành lủi thủi bắc block chui vào trong Zern và bắt đầu tìm kiếm NCT. Trời cũng thương tôi khi mà tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm được cái NCT đầu tiên. Tôi hùng hổ vác kiếm lao vào rồi bị bắn cho túi bụi. Diệt xong đám tầm 1, tôi lao lên các tầng tiếp theo để tiêu diệt đám Sunker. Chưa bao giờ tôi đi NCT mà đồ đạc xịn xò như thế này, nên việc đánh đấm cũng rất là nhanh gọn. Nhưng mà đồ thì hơi bị chán, ngoại trừ cái cánh, thế là tôi đeo cánh vào người, rồi cuốn theo chiều gió quay trở lại cổng dịch chuyển, ném mắt vào quay về đảo có rồng, lấy quả trứng rồng rớt vất vưởng ngay cạnh đó, rồi nhảy vào cổng để trở về nhân giới. Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, nâng cấp cái cánh lên chậm hỏng 3 và sửa chữa. Tính làm cái dương sun cơ mà không hiểu sao lại nhảy lên đầu của tôi, trông cũng đẹp dai phết đấy chứ. Sau khi làm được 4 dương sun cơ, tôi tìm công thức chế tạo vào outer. Cái này sẽ cần viên block tím chỉ có ở NCT, vì thế mà tôi mới cần đánh rồng thật sớm. Sau khi chế xong, tôi đặt nó ở giữa khu trao đổi. Thứ tiếp theo mà tôi cần đó chính là vào rock. Loại quặng này thì chỉ xuất hiện ở tầng 5 đến 11, mọc ở phần rìa của trăng, và mỗi trăng chỉ có đúng một cục. Lúc đầu tôi không biết, thế là tôi đục nguyên cả một trăng luôn. Nhưng mà khi đã biết rồi thì rất dễ dàng để tìm được nó. Mỗi cục quặng này sẽ cho ra 4 viên vào rock, dùng để cho vào vào outer. Khi đó sẽ hiện lên các nguyên liệu cần thiết để biến cục vào rock này trở thành tinh thể. Những nguyên liệu kiếm được chỉ cần ném vào trong vào outer là sẽ hoàn thành được. Vì vào đầu tiên cấp thấp và số lượng yêu cầu cũng như các block cũng khá là dễ kiếm, nên tôi có thể hoàn thành được khá là nhanh. Khi đầy đủ nguyên liệu thì tôi sẽ cần một cái nút đá đỏ để kích hoạt, tế toàn bộ nguyên liệu vào trong cục đá để biến nó thành tinh thể. Nó cũng chính là chìa khóa để kích hoạt cánh cổng mới làm từ đá đen dưới địa ngục. Vì đây là kho báu đầu tiên của tôi đi, nên là chắc chắn sẽ rất là dễ. Khi nhảy vào cổng, tôi sẽ được di chuyển ngẫu nhiên tới một nơi nào đó với một hiệu ứng ngẫu nhiên nào đó. Và rất may mắn là khi tôi được hiệu ứng không may mắn, yếu sinh lý, hồi phục, cạm bẫy và một vài cái dương mạ vàng. Tất nhiên là ở trong này cũng tràn ngập các loại quái vật. Căn phòng đầu tiên tôi phải đối mặt là một hồ lava rộng với 4 con đường thủng lỗ chỗ hướng tới giữa phòng. Quái ở đây thì khá là yếu, nhưng mà chúng nó xuất hiện liên tục, đánh không xuể luôn. Quái là một phần, đến dương còn dính cả bẫy nữa. Đúng là không có gì miễn phí cả. Sau khi mò lên trên, mở dương ở trên trần nhà, tôi nhặt được một túi đồ bí ẩn và vài thứ linh tinh. Tôi sắn váy chạy qua phòng tiếp theo. Phòng này được xây theo kiểu Nhật với một tòa tháp lớn ở giữa. Bên dưới có một khuôn viên, rải rác vài dương. Tôi cũng lút vội vàng các dương rồi bắc vào lốc, trở lên qua phòng khác. Phòng thứ 3 xây theo kiểu làng sa mạc. Vừa vào đã ăn bẫy luôn rồi. Dương thì ở khắp mọi nơi nhưng mà quái nhiều quá nên là tôi không thể nhặt. Tôi đành chui tạm vào một căn nhà, mở dương ra thì lại ăn bẫy. Chui xuống dưới mở theo cái tiếp theo thì lại ăn bẫy tiếp. Cái thứ 3 mới được một ít đồ. Tôi kéo cung bắn con creeper mà đào luôn hẳn một cái rãnh luôn. Không biết là cái gì.
Và khi các bạn cảm thấy an toàn nhất thì đó cũng là lúc nguy hiểm nhất. Tôi trở về với hai bàn tay trắng trong màn đêm đen nhuốm màu tang thương. Có vẻ như chết trong này không bị mất kinh nghiệm, nhưng mà cũng chẳng có là gì, bởi vì tôi có rất nhiều cách kiếm kinh nghiệm ở thời điểm này. Tôi tiếp tục cày thêm ngọc lục bảo để mua thêm một bộ giáp kim cương và công cụ cùng vũ khí từ các anh dân làng, rồi tiến vào cổng kho báu thứ hai sau khi đã hoàn thành nó. Lần này thì mặc dù bị làm chậm nhưng mà kèm thêm dòng may mắn là cũng an ủi rồi. Tôi nhanh chóng tiến vào phòng đầu tiên với đầy các loại khoáng sản, trong đó có giấu những chiếc dương và phần thưởng không ngon lắm. Nhưng bù lại thì tôi có thể kiếm được rất nhiều các loại khoáng sản ở mỗi cục tinh thạch khổng lồ đó. Có những loại mà tôi chỉ có thể kiếm được khi ở trong này thôi. Mất gần 10 phút thì tôi mới moi xong được phòng đầu tiên để tiếp tục tiến tới phòng tiếp theo. Phòng này tối om nên là tôi cố gắng lút một cái dương rồi mò sang phòng kế tiếp với độ sáng cũng tương tự luôn. Được cái là thoáng hơn, tôi cũng moi đêm được một vài cục quặng hiếm ở đây. Từ phòng tiếp theo có xuất hiện các loại dương xịn hơn một tí và các dương đặc biệt cần phải hiến tế mới có thể mở được. Tôi đi thêm hai phòng nữa thì vội vàng chạy về khi sắp hết thời gian, vì tôi muốn hoàn thành được một lần chạy chứ không muốn bỏ mạng như lần trước nữa. Tôi có nhặt được một vài cái bánh quy đặc biệt, khi ăn thì tôi sẽ được lên điểm kinh nghiệm thợ săn. Mỗi một cấp thì tôi sẽ có thêm điểm kỹ năng dùng để tăng các kỹ năng. Sau một hồi suy xét thì tôi tăng liền 4 điểm vào kỹ năng tăng kinh nghiệm, giúp tôi nhận được 200% kinh nghiệm. Nhưng mà ăn cái bánh này thì cũng không thấm vào đâu cả. Mấy cái phong bì thì không có gì bên trong cả. Dương thần bí thì được một quả táo vàng và một vài hạt đá đỏ. Tôi có nhặt được thêm một vài loại quả giúp tăng hiệu ứng và một vài viên khoáng sản để chế đồ sau này. Tôi tiếp tục hiến tế cho các tinh thể tiếp theo và nhanh chóng kiếm các nguyên liệu cần thiết để hoàn thành nó. Mở cổng và tiến vào lần thứ 3. Phòng đầu tiên xây theo kiểu công trường, nhiều dương và an toàn để lút. Phòng tiếp theo thì cũng không có gì đặc biệt. Sau đó tôi hiến tế linh hồn của quái vật để mở được dương đặc biệt. Rồi tôi hiến tế 3 tim để mở được chiếc dương tiếp theo. Vì tôi chăm chỉ nhặt hòm nên lần này thì tôi hoàn thành một cách mỹ mãn. Về nhà thì tôi phải nhai một đống bánh quy khô không khốc, một phong bì và hộp thần bí. Mở trứng và được trứng bò và thỏ. Tôi tiếp tục làm thêm một viên tinh thể khác, hì hục kiếm từng thứ và hiến tế để hoàn thành nó. Tôi có nhặt được 7 mảnh quặng địa ngục nên ghép lại với vàng để tạo ra một cục quặng địa ngục, ép luôn nó vào kiếm để tăng sát thương. Tôi kích hoạt cổng rồi tiến vào. Lần này đen là kho báu này toàn bẫy. Tuy nhiên lần này tôi quyết định sẽ kích hoạt tất cả các trụ máu ở giữa các phòng để triệu hồi boss. Phòng thứ hai được xây theo kiểu thành phố ngầm. Phía trên khá nhiều dương, nhưng dưới cống ngầm thì cơ man là dương xịn với đủ các loại đồ ngon. Nhưng mà cũng không ít dương bẫy. Vì mải mê nhặt dương nên là tôi cũng không đánh được con boss ở kho báu đó. Nhưng bù lại thì tôi có thêm được một cục quặng địa ngục dùng để nâng cấp áo lên đồ địa ngục. Tôi dành một điểm kỹ năng vào chiêu làm sạch để tẩy các loại độc. 3 điểm tăng vào máu để tôi có thêm được 3 tim nữa. Tôi tiếp tục làm thêm một mảnh tinh thể nữa. Lần này thì hơi đằng nhằng vì gỗ xiêm gai tôi cần bay hơn 4.000 block mới có. Xong ngồi quấy mũi để chờ gà đẻ lấy trứng làm bánh kem. Vật mã mãi thì mới hoàn thành, nhưng mà bù lại thì kho báu này búp cho tôi nguyên may mắn. Tôi nhanh chóng đi qua các phòng, kích hoạt tất cả các trụ máu mà tôi thấy để triệu hồi con boss robot. Con này không khó đánh lắm, tuy nhiên nếu tôi ngừng gây sát thương vài giây, nó sẽ tự hồi phun máu. Thế nên dù cho thân thể tôi đang kêu gào đau đớn, nhưng mà tôi vẫn cố gắng đánh để tiêu diệt được con boss đầu tiên. Lúc này thì thời gian đã hết nên tôi tự động được di chuyển quay trở về nhà. Dương thưởng của con boss thì cũng khá là nhiều đồ xịn, cực kỳ hữu ích cho việc giúp tôi khăng tiến sức mạnh. Đớp hết đống bánh quy giúp tôi có thêm được một điểm kỹ năng nữa. Tôi liền tăng luôn vào tăng, giúp cho tôi có 25 kháng sát thương trong 30 giây.
Tôi lại có thêm một củ quặng địa ngục nữa và dùng để nâng cấp cái quần. Giờ thì các bộ phận thiết yếu đã được bảo vệ chắc chắn rồi. Những ngày sau đó thì tôi tiếp tục tiến vào các kho báu khác nhau, rồi lại về nhai bánh quy để có thể đủ điểm tăng vào kỹ năng không bị sát thương khi rơi. Tôi có làm thêm một cái hộp farm nông sản từ dân làng và một hộp bán hàng từ các loại tiền tệ có trong kho báu. Rồi lại cắm mặt vào trong các khu kho báu để kiếm thêm được cái trader khác cho vào máy. Vất vả lắm thì tôi mới chế được ngôi sao tri thức dùng để mở khóa các mốc. Tuy nhiên là do không biết nên nâng vào đâu trước nên là tạm thời tôi để dành nó. Có một kiểu farm rất là hay nữa. Đó là đặt các dương ở phía dưới và các bức tượng ở phía trên. Mỗi bức tượng sẽ rớt ra một block ngẫu nhiên xuống dương để tôi có thể thu hoạch. Nó không được chủ động như cái máy farm cà rốt từ anh dân làng này. Tôi lại tiếp tục cắm mặt vào các kho báu để có thể kiếm thêm những bức tượng. Nhặt được hẳn 2 block cọng địa ngục, một cái dương địa ngục với 135 ô chứa, một chiếc lò gọc lục bảo với tốc độ nung bàn thờ, một số đồ ăn để tăng kinh nghiệm thợ săn, và tôi cũng không ngờ là tôi có tượng ở trong game này luôn. Nổi tiếng thật đấy. Với các loại quặng mà tôi kiếm được, tôi làm được cho mình một cái dùng để thêm ngẫu nhiên các thuộc tính cho viên tinh thể mở cánh cổng kho báu. Nhưng mà vì nó ngẫu nhiên nên là tôi phải làm thêm một vài cái nữa. Và cuối cùng thì toàn thuộc tính đâu đâu, nên là tôi lại đi theo cách thông thường. Đi vài lượt tôi lại có thêm nguyên liệu để làm thêm vài cái khác, rồi ép luôn vào viên tinh thể. Sau đó dùng điểm để nâng cấp vào kỹ năng tốc độ và 2 điểm vào kỹ năng phóng, rồi lại tiếp tục đi tìm kho báu. Với tôi thì việc đánh boss đã trở thành như cơm bữa. Mở dương thưởng nó là chuyện hàng ngày, nhưng mà mở phong bì thì vẫn đen đủi như xưa. Và đó cũng là quá trình 100 ngày của tôi làm thợ săn kho báu. Vì cũng chỉ xoay quanh việc đi kiếm dương nên là nội dung hơi một màu một tí. Nhưng mà dù sao thì cảm ơn các bạn cũng đã xem tới tận đây. Hẹn gặp lại các bạn.